Nhã Phương chia sẻ cực xúc động về đám cưới thế kỷ cùng với Trường Giang. Không còn nghi ngờ, thông tin Nhã Phương Trường Giang về một nhà cuối cùng đã được xác nhận từ chính người trong cuộc. Những ngày qua, Nhã Phương Trường Giang đã tiêu hao rất nhiều giấy mật từ truyền thông bởi thông tin cặp đôi sẽ đính hôn vào tháng 8 và có một đám cưới diễn ra trong năm nay. Tuy nhiên, cả hai đều giữ im lặng. Ngày hôm qua 20 tháng 8, Nhã Phương đã bất ngờ lên tiếng xác nhận và chia sẻ cụ thể. Trong những ngày gần đây, có lẽ mọi người đã đọc khá nhiều thông tin về đám cưới Phương. Phương xin lỗi vì đã để mọi người biết đến thông tin này của nhiều nguồn, chứ không phải trực tiếp từ Phương. Suốt mấy tuần vừa qua, Phương vừa lo lắng nhiều việc và vừa hoàn thành lịch quay phim của mình ở nhiều tỉnh xa nên rất áp lực. Hôm nay, Phương về lại Sài Gòn để chuẩn bị tiếp những cảnh quay ở đây và tranh thủ nghỉ ngơi được một ngày nên ngồi tâm sự cùng mọi người. Thực sự Phương đã rất băn khoăn trong việc nên hay không nên thông báo việc này. Một phần, Phương sợ nói trước mức không qua nên Phương không chia sẻ sớm hơn cùng cả nhà được. Tuy nhiên, Phương luôn cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì luôn được cả nhà quan tâm, yêu thương, động viên trong công việc cũng như cuộc sống. Nên hôm nay Phương chính thức chia sẻ đến cả nhà. Phương sẽ đính hôn và lên xe hoa trong thời gian ngắn sắp tới. Xin lỗi cả nhà một lần nữa vì sự chia sẻ chậm trễ này. Mong rằng cả nhà vẫn luôn thương yêu và sẽ chúc phúc cho Phương nha. Hiện tại Phương chỉ tâm sự được vậy thôi, mọi việc vẫn đang được chuẩn bị, sẽ có dịp Phương tâm sự nhiều hơn.